134 rồi anh. Rồi, chào lại anh em nha, nãy giờ mình có việc nha anh em. Chào Khâu Nguyên Phan này, chào con có vàng nè. Nãy giờ mình có nghe điện thoại nè, nghe điện thoại cho nên mình tắt tiếng á. Chào Bá Tiến nha, chào tất cả anh em nha. Qua góc rồi này, thành công. Không, cái này không khai trương nha, cái này giao lưu thôi. Cái này giao lưu thôi, phải khai trương nha anh em. À, Thịnh đánh với Vũ Bình nha anh em. Mập lắm con, nếu mập dữ em đen nè, đen nè, đi nè, nhiều đen. Trăm sáu mươi tám điểm nha anh em. Sáu tám à? Mới sáu tám à? Trăm sáu tám chứ. Sáu tám. Chào anh Lê nha. Chào Vin Che Văn nha. Chào tất cả anh em nha. Anh em xem cho mình một lượt follow nha anh em. Anh em thả tim mạnh vô anh em. Ủng hộ cho thả tim mạnh vô, ủng hộ cho Thịnh làm dòng đủ luôn anh em. Quánh 500 500 300 nha. Chào Thương Tôn nha, chào Tí Đen nha, chào tất cả anh em nha. Anh em xem nhớ cho mình một lượt follow nha. Đây là giao hữu thôi anh em nha, bấm giao lưu.
Thịnh đi quảng bá thương hiệu ngoài viên này đi khai trương. Mình tiện thể ở khách sạn gần câu lạc bộ Bia, ghé qua giao lưu với anh em nha. Mình đưa mình vô bánh đường mình vô em có đạn ngon quá bạn không bánh được bạn không vô bánh bạn bạn là ta thấy bánh là lụng chào Rin Che Văn nha, bằng tất nhiên phải ok rồi. Đó. Bạn này thì đánh ổn là nhanh em, nói chung là rất là ổn. Trăm ba ba rồi nè. Một trăm ba ba nha em. Thành đánh 500 điểm nha bạn. Kèo 500-300 nha. Trăm ba chín. Chào Thịnh nha, chào tất cả anh em nha. Không, Thịnh không có like nha. Thịnh qua đây giao lưu chơi phê pháo với anh em làm cơ pizza thôi, chứ không có đem máy quay nha. Máy quay là khi nào làm sự kiện rồi nó mới quay thôi, còn cái này thì kênh của mình nha. Cái mình thì thường xuyên phát nha, những giải đấu ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, kênh YouTube cũng như Facebook rồi TikTok thì anh em ủng hộ nha. Nó lầm dấu đầu á.